À, thì tiện đây trên điện thoại thì Bích Liên có thể xin phép hỏi chị là chị dùng cái sản phẩm Effervescent được bao lâu rồi, mà trước khi dùng và sau khi dùng làn da chị đẹp như thế nào chị ha? Dạ em dùng cũng 3 năm rồi đấy chị. Wow, À, vậy là và bây giờ trắng hơn rồi đó. Hồi đó da thâm thâm đen, bây giờ trắng rồi, khỏi có sức kem ngay, lâu lâu đó mình thấy cũng đẹp nữa. dạ vâng, coi như chị đâu có cần phải trang điểm make up để che phải không? Dạ. Dạ vâng, thì khi mà chị dùng như vậy thì bạn bè chị có thấy chị đẹp da không? Dạ thấy em cũng chỉ mấy đứa xài đó, nó cũng xài của chị không á. Dạ vâng, rồi chị có thể cho Bích Liên xin phép là trong thời gian qua Bích Liên giới thiệu Linh Chi và Đông trùng hạ thảo thì chị dùng thì chị thấy có khỏe ra không chị ha? Dạ em dùng kỳ rồi mua 2 tặng 1 á, Dạ. khỏe chị. Dạ vâng, thì chị cảm thấy trong người chị không có thấy mệt mỏi phải không? Dạ, Dạ khỏe vâng, hơn. rồi. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều, hy vọng là chị tiếp tục dùng sản phẩm Effervescent cũng như là dùng dược thảo cho coi như là mình vừa có cơ thể mình khỏe hơn mà làn da mình coi như mình đẹp hơn á chị ha. Dạ Dạ. dạ Để đáp lại niềm tin và tấm chân tình quý giá mà quý thân chủ và khách hàng đã chọn dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics trong suốt 20 năm qua cũng như hiện tại, sản phẩm EV Princess và BL Miracle đã mang đến niềm tin cho hàng triệu người với làn da thật đẹp, lấy lại niềm tin, thành công và hạnh phúc của người phụ nữ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, hệ thống công ty EV Princess và Hoa hậu Bích Liên không ngừng cố gắng và phát triển để đáp lại lòng thương yêu của quý khách hàng, đã cho ra đời dòng sản phẩm BL Miracle. Tất cả sản phẩm của hệ thống công ty EV Princess Cosmetics bao gồm EV Princess và BL Miracle chữa trị, nuôi dưỡng, tái tạo, phục hồi và bảo vệ làn da, cùng với dược thảo Estro Balance, EV Slim Beautiful, đông trùng hạ thảo và linh chi đỏ.